khởi động ngày mới cùng 5 phút crypto, video cập nhật nhanh tin tức thị trường tiền điện tử, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút mỗi sáng trên kênh YouTube của CryptoClickVN. Và sau đây, xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Nga chính thức đưa crypto vào hệ thống thanh toán quốc tế. Ngân hàng Trung ương Nga và Bộ Tài chính của nước này được cho là đã đạt được một thỏa thuận cho phép thanh toán xuyên biên giới bằng tiền điện tử. Theo một báo cáo hôm thứ Năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Mosif cho biết, chính phủ đã đồng ý toàn bộ với Ngân hàng Trung ương về một quy tắc cho phép người dân gửi thanh toán xuyên biên giới bằng tiền điện tử. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nga đã phản đối việc cho phép các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động hợp pháp và không chấp nhận tiền điện tử là tài sản giao dịch chính thống. Các quy định về tiền điện tử tại quốc gia này khá mới và thay đổi lập trường liên tục. Vào năm 2020, Nga đã thông qua luật cấm sử dụng tiền điện tử bao gồm cả Bitcoin để thanh toán. Tổng thống Vladimir Putin cũng đã ký một dự luật thành luật vào tháng 7 cấm các tài sản tài chính kỹ thuật số dưới dạng thanh toán. Tuy nhiên vào tháng 5, Bộ trưởng Thương mại Denis Manturov đề nghị Nga sẽ hợp pháp hóa các khoản thanh toán tiền điện tử sớm hay muộn. Binance thành lập Ban Cố vấn Toàn cầu về pháp lý tiền điện tử. Khi cộng đồng tiền điện tử ngày càng phát triển, các vấn đề trong không gian trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là các khía cạnh pháp lý, chính trị và xã hội thường cản trở việc áp dụng tiền điện tử, làm chậm tiến trình phát triển của nó. Để giải quyết những vấn đề này, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm có tên là Ban Cố vấn Toàn cầu GAB. Hội đồng quản trị sẽ được dẫn đầu bởi một cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mark Baucus và nhiều nhân vật khác. Trong một thông cáo báo chí, giám đốc điều hành Binance Trang Penzao nói rằng ngay từ khi thành lập sàn giao dịch, nó đã phải đối mặt với những vấn đề mà thậm chí không ai biết là có tồn tại. Ông tin rằng việc thành lập GAB là một bước tiến nhằm thúc đẩy sứ mệnh của công ty. Trong khi đó, Baucus cũng bày tỏ những kỳ vọng của mình về tiềm năng của tiền điện tử, blockchain và Web3. Lượng Bitcoin được hold đạt mức cao kỷ lục, báo hiệu thị trường đảo chiều. Các nhà đầu tư đang áp dụng các chiến lược khác nhau để tận dụng cơ hội mua giá rẻ từ sự điều chỉnh giá đang diễn ra của Bitcoin trong bối cảnh kỳ vọng rằng tài sản sẽ tăng trở lại trong tương lai. Đặc biệt, theo dữ liệu từ Glassnode, tính đến ngày 21 tháng 9, số lượng Bitcoin hold đã đạt đến mức kỷ lục trong 5 năm là hơn 7,4 triệu BTC, trị giá khoảng 143,74 tỷ đô la. Đáng chú ý, số Bitcoin đang được hold đã phản ánh phần nào trạng thái hiện tại của thị trường, đặc trưng bởi sự biến động cao. Trong trường hợp này, số lượng địa chỉ nắm giữ Bitcoin tăng lên cho thấy triển vọng tích cực đối với thị trường vì các nhà đầu tư không có ý định bán tiền của họ. Hơn nữa, việc nắm giữ có thể sẽ dẫn đến việc lưu hành ít Bitcoin hơn với tính thanh khoản bị ảnh hưởng, đồng thời hạn chế cơ hội bán phá giá của cá voi trên thị trường. Hơn nữa, một số nhà phân tích đã lưu ý rằng sự điều chỉnh của thị trường hiện tại là tạm thời và là một phần của quỹ đạo tăng trưởng chung của Bitcoin. Ví dụ, chiến lược gia hàng hóa cao cấp tại Bloomberg Intelligence Mike McClone đã thừa nhận rằng giá Bitcoin hiện tại đang được định giá thấp, trong khi lưu ý rằng tài sản sẽ tăng lên mức 100.000 đô la. Sea Capital có kế hoạch giới thiệu quỹ blockchain trị giá 200 triệu USD. Theo báo cáo vào ngày 21 tháng 9 của Bloomberg, Sea Capital có kế hoạch giới thiệu quỹ blockchain trị giá 200 triệu USD và phân phối khoảng 300 triệu USD vào vốn chủ sở hữu và tín dụng tư nhân vào năm 2023. Ben Cheng, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch của công ty tin rằng mùa đông tiền điện tử đã bắt đầu có dấu hiệu kết thúc, đồng nghĩa với việc môi trường hiện tại hoàn hảo để các nhà đầu tư mới mang lại kết quả tốt nhất. Được thành lập cách đây 5 năm, Sea Capital không phải là công ty mới trong lĩnh vực tiền điện tử. Trong vài tháng qua, nền tảng này đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào không gian tài sản kỹ thuật số và các khoản tín dụng. Trong suốt quá trình tồn tại của mình, Sea Capital đã đầu tư vào hơn 60 doanh nghiệp, bao gồm cả công ty game blockchain nổi tiếng Animoca Brand. Huobi dự định sẽ đổi tên và tìm cách bán cổ phần. Công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử tại Hồng Kông, Huobi Technology Holdings, đang đề xuất đổi tên thành Newhost Technology Holding Limited, đồng thời tìm cách bán phần lớn cổ phần trong công ty. Huobi Technology cho biết, việc thay đổi tên sẽ cung cấp hình ảnh và bản sắc doanh nghiệp mới cho công ty, đồng thời giúp phát triển hoạt động kinh doanh. Các cổ đông sẽ được yêu cầu biểu quyết về việc thay đổi tên trong cuộc họp vào ngày 13 tháng 10. Vào tháng 8, Huobi được cho là đang tìm cách bán 60% cổ phần được định giá ở mức 3 tỷ USD. Tuy nhiên, người sáng lập FTX và Tron được đồn đoán là người mua tiềm năng đã từ chối đưa ra giá thầu sau khi đã rời Trung Quốc sau lệnh cấm tiền điện tử.
Huobi liên tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc SEC Thái Lan tịch thu giấy phép của sàn giao dịch và các nhà quản lý Malaysia đang thảo luận với Huobi về việc đưa nó vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư, càng làm trầm trọng hơn các vấn đề về pháp lý của công ty. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những sự kiện kinh tế nổi bật sẽ diễn ra trong một vài ngày tới. Ngày 24 tháng 9 sẽ có bài phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Powell và vị thế dòng phi thương mại của vàng và dầu trên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC cũng sẽ được phát hành. Ngày 26 tháng 9, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Rosengren sẽ có bài phát biểu. Chỉ số giá nhà ở Hoa Kỳ sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 9.